Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở tiết lịch sử lớp 5. Cũng giống như những tiết trước, các em hãy đọc hiểu những từ ngữ sau đây: nhà trắng, lầu năm góc. Các em biết không, mùa xuân luôn sống mãi với những kỷ niệm của mọi người. Đối với dân tộc Việt Nam, mùa xuân được xem như là mùa thắng lợi với những ký ức lịch sử không bao giờ quên. Đó là mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng phất cao cờ khởi nghĩa đánh quân Hán xâm lược. Mùa xuân năm 544, Lý Bí sau khi đánh đuổi giặc Lương đã tuyên bố độc lập và đặt tên nước là Vạn Xuân. Hay mùa xuân năm 939, sau khi đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã xưng vương và tuyên bố độc lập. Còn nhiều mùa xuân lịch sử khác mà dân tộc ta không thể nào quên. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một mùa xuân mà cả miền Nam đã vùng lên, trút sấm sét xuống đầu quân thù, đó là mùa xuân Mậu Thân năm 1968, qua bài 23 Sấm sét đêm giao thừa. Trong những năm 1965 đến năm 1968, Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam. Trước tình hình đó, quân dân miền Nam đã mở ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Chủ động tiến đánh quân địch mạnh mẽ cùng một thời gian trên tất cả các mặt trận. Các em nhìn thấy trên lược đồ, những chấm tròn chính là nơi diễn ra các cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân ta. Những cuộc khởi nghĩa của nhân dân ở địa phương phối hợp hành động với cuộc tổng tiến công của các lực lượng vũ trang cách mạng nhằm đánh bại quân địch. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, ngày 28 tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị họp phiên đặc biệt chính thức thông qua kế hoạch chiến lược năm 1968, quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân năm 1968. Và quân dân ta với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, như các lực lượng đặc công của ta bí mật ém quân tại thành phố Sài Gòn và các thành phố khác. Lực lượng biệt động được giao làm nhiệm vụ tiên phong đánh các vị trí chiến lược. Đường Trường Sơn là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực cho chiến trường miền Nam. Vũ khí được vận chuyển đến các thành phố một cách bí mật. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đã diễn ra một cách bất ngờ và đồng loạt. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, khi mọi người đang chuẩn bị đón giao thừa, vào đúng lúc lời Bác Hồ chúc Tết được truyền qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì ở các địa điểm bí mật trong thành phố Sài Gòn, các chiến sĩ quân giải phóng lặng lẽ xuất kích. Tiếng súng của quân giải phóng rền vang tại Sài Gòn và nhiều thành phố khác ở miền Nam. Quân ta đã đánh vào xứ quán Mỹ, đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất, bộ tham mưu quân đội Sài Gòn, tổng nha cảnh sát, bộ tư lệnh hải quân. Trong đó, trận đánh tiêu biểu nhất là trận quân giải phóng đánh vào xứ quán Mỹ. Ngay khi thời khắc giao thừa vừa tới, một tiếng nổ rầm trời rung chuyển xứ quán Mỹ, làm sập một mảng tường bảo vệ. Các chiến sĩ đặc công lập tức bắn chết 4 tên lính gác, lao vào chiếm giữ tầng dưới xứ quán. Lính Mỹ đã chống trả quyết liệt nhưng không đẩy lùi được cuộc tiến công của ta. Mỹ phải dùng máy bay lên thẳng, đưa thêm lính Mỹ đổ xuống nóc xứ quán để phản kích. Bọn chỉ huy hoảng hốt bí mật đưa đại sứ Mỹ chạy khỏi xứ quán bằng xe bọc thép.
Cuộc chiến ở đây diễn ra trong 6 tiếng đồng hồ, khiến đại sứ quán Mỹ bị tê liệt. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta đã làm cho những kẻ đứng đầu Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và cả thế giới phải sửng sốt. Sài Gòn chính là trọng điểm của cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta. Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng còn đồng loạt tiến công ở hầu khắp các thành phố, thị xã miền Nam như Cần Thơ, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng và nhiều nơi khác. Đây là hình ảnh quân giải phóng tiến công vào các thành phố, thị xã ở miền Nam. Kết quả làm cho hầu hết các cơ quan trung ương, địa phương của Mỹ và chính quyền Sài Gòn bị tê liệt, khiến chúng rất hoang mang, lo sợ. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã đem lại chiến thắng to lớn cho cách mạng miền Nam, tạo ra những chuyển biến mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thế thắng lợi cho quân dân ta. Và mang đến một ý nghĩa to lớn, đó là Mỹ buộc phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nhân dân yêu chuộng hòa bình ở Mỹ cũng đấu tranh rầm rộ đòi chính phủ Mỹ rút lui khỏi Việt Nam trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời cũng làm cho nhân dân ta thêm tin tưởng vào cuộc kháng chiến của dân tộc, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, như lời Bác Hồ đã viết trong bài thơ Mừng Xuân 1968. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Như vậy, qua bài học hôm nay, các em đã biết được Tết Mậu Thân năm 1968, quân dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp thành phố, thị xã, làm cho Mỹ và quân đội Sài Gòn thiệt hại nặng nề, hoang mang lo sợ. Bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cô mong các em xem kỹ nội dung bài và thực hiện làm phiếu bài tập đầy đủ, cũng như đọc trước bài Lễ ký Hiệp định Paris. Cô xin chào các em.